sòng bài đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cho phép người Việt có thể vào đây. Một cái buổi ra mắt các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Và đây toàn bộ đều là những cái phiên bản cực kỳ đặc biệt ở trên thế giới. Hơn 1 tỷ cho chiếc vật lửa này. Vàng nguyên khối và 26 viên hồng ngọc ở phía sau. Chỉ có 88 chiếc vật lửa trên toàn thế giới. Các loại rượu đều 40 tuổi trở lên. Cái nắp chai là nó mạ vàng. Hơn 620 triệu đồng cho chai này. Nhưng mà chưa chắc với số tiền đấy chúng ta đã có thể sở hữu được chai này ngay. Thương hiệu Elie Bleu. Đây là một cái thương hiệu khá là lâu đời tại Pháp. Về mặt như là ở du thuyền cao cấp. Number 19 out of 45. Hàng triệu năm mới có một khối đá như thế này. Vâng. Hơn 160 triệu. Chỉ có một chiếc duy nhất này ở tại Việt Nam. 192 triệu. Có vẻ là dễ tiếp cận hơn một chút rồi đấy. Nó không còn gọi là sản phẩm nữa mà nó gọi là tác phẩm. Chúc quý vị sẽ có một kỳ nghỉ dưỡng của mùa hè thật là rực rỡ. Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nhà To. Nhìn những cái khung cảnh xung quanh Hoàng Đức ngay hôm nay thì chắc hẳn nhiều quý vị khán giả Nhà To sẽ nghĩ rằng là tôi đang có mặt tại Las Vegas, Mỹ đúng không ạ? Tuy nhiên thì không phải, ngày hôm nay thì tôi đang có mặt tại Phú Quốc, Việt Nam và đang có mặt ở trong một trong những cái sòng bài đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đến thời điểm bây giờ, cho phép người Việt chúng ta có thể vào đây để có những cái giờ phút thư giãn bên cái thú chơi, đấy, casino. Và ở đây là tôi đang có mặt tại Corona Casino Phú Quốc. Và ngày hôm nay thì tôi tới cái địa điểm này không phải để chỉ để chơi casino, mà tôi tới để tham dự một cái buổi ra mắt các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới với rất nhiều những cái sản phẩm, rất nhiều những cái sản phẩm thú vị và độc đáo, với những phiên bản limited tới từ các thương hiệu như là Saint Dupont, Elie Bleu, Singleton và Johnny Walker. Và chi tiết hơn, đây là góc trưng bày các cái sản phẩm mà ngày hôm nay sẽ được ra mắt tới giới mộ điệu, tới những nhà sưu tập ở Việt Nam chúng ta. Và đây toàn bộ đều là những cái phiên bản cực kỳ đặc biệt ở trên thế giới. Và ngay bên cạnh tôi đây, xin một lần nữa giới thiệu một gương mặt không còn quá là xa lạ ở trên Nhà To, Miss Daria Cigar Master. Thank you. Và ngay bên cạnh Daria là anh Nguyễn Minh Huy, là whisky expert tại Việt Nam. Và ngày hôm nay thì tôi phải nhờ đến sự có mặt của Daria và anh Huy để có thể giới thiệu chi tiết hơn tới quý vị khán giả Nhà To về những cái sản phẩm đang có mặt ở đây hôm nay. Ngay đầu tiên, cái ấn tượng của tôi chắc chắn là cái hình ảnh một chiếc vật lửa ST Dupont. Đây, Việt Nam chúng ta thì hay đọc Saint Dupont. Tuy nhiên thì Daria, exactly you call this name of the brand? Simon Pissot Dupont. Is the name of the founder? The founder since 1872. Wow. So they are celebrated 150 years of the brand. And they created a beautiful line of the limited edition of 150 to 200 pieces around the world. Wow. And they got one unique piece, one of their kind for 150th anniversary, is the Loves Paris by ST Dupont. Ở đây chúng ta có một chiếc bật lửa ST Dupont. Các quý vị đã đến với Pháp thì chắc chắn là sẽ nhận ra đây là cái hình biểu tượng của Khải Hoàn Môn ở Pháp. Một cái công trình kiến trúc cũng cực kỳ là vĩ đại và rất nổi tiếng ở Pháp. Important to understand the story behind, because it's one of the iconic parts of the France culture. Yeah.
That's why they got an award called Living Heritage. It's produced with the precious metals, has the very unique style and very high quality standard. Wow. And this is piece, it's a collectible piece. You can see the palm, the bridge, the tower, the Eiffel Tower. And this lighter is a symbol as the one of the main central piece of Paris, of the capital, is the Arc de Triomphe. Yeah, but what the material of this lighter? Usually they use palladium. It's one of the strongest material and more durable. So it's considered harder than a platinum, by more harder metal than a platinum. Yeah. Do you know how many pieces of this lighter in the world? This one you can see is a number 89 out of 250. Các bạn có thể nhìn thấy là đây là một chiếc bật lửa được đánh số 89 trong tổng số 250 chiếc bật lửa giống như thế này trên toàn thế giới. And it's unique in Vietnam. Unique in Vietnam. Yeah. Chỉ có một chiếc duy nhất này ở tại Việt Nam bây giờ. Đây là cái chiếc hộp của cái bật lửa này. Và một chiếc bật lửa chỉ bé giống như thế này thôi, bằng hai ngón tay của tôi thôi, nhưng mà được chứa đựng ở trong một cái chiếc hộp cực kỳ là ấn tượng giống như thế này. Đây. Và người chủ nhân sở hữu nó thì sẽ được sở hữu toàn bộ cả cái giống như là một cái công trình lịch sử, một cái biểu tượng của nước Pháp, rất là thú vị. How much for this one? This one, we have the first launching today. Yeah. So you are getting the launching price is 163.5 million. Wow. Có nghĩa là riêng một cái chiếc bật lửa này thôi, các bạn ạ, nó có giá hơn 160 triệu và đấy là một cái trong cái khoảng đấy thôi. Đấy. Singleton Glenlop 43 này chắc là phải nhờ anh Huy rồi. Nói đến whisky thì chúng ta có nhiều loại whisky khác nhau trên thế giới. Whisky người ta chia làm hai loại, gọi là whisky đơn và whisky hỗn hợp. Thì đây là một loại whisky đơn. Nhưng khi nhìn cái ấn tượng đầu tiên và chắc chắn bắt mắt tất cả mọi người khi nhìn cái chai này, đó là cái hộp. Cái hộp được nhìn thấy rất là tinh xảo, rất là đặc sắc, nhìn vô cùng sang trọng. Cái thứ hai nữa là người ta nhìn vào cái chai người ta sẽ để ý cái số ở trên đó. Vâng. Cái số 43 này là ý nghĩa của cái tuổi của nó. Whisky nguyên tắc khi người ta chưng cất xong là người ta không có đóng chai ngay, mà người ta lấy whisky người ta bỏ vào trong thùng gỗ. Yeah. Và cái thùng gỗ đó, cái thời gian rượu nằm trong thùng gỗ gọi là thời gian ủ rượu hay là ngấu rượu. Yeah. Cứ một năm thì nó tính một tuổi. Mà thú vị là chỉ có tính tuổi khi rượu nằm trong thùng single gỗ mà single thôi. Yeah. Cho nên khi chúng ta thấy số 13 thì số 43. Số 43 này thì đây là số 5 rượu nằm trong thùng gỗ. Và có một cái điểm thú vị mà em còn biết nữa là khi mà mỗi một năm mà rượu ở trong thùng gỗ thì nó sẽ lại hao mòn đi. Nó sẽ lại bay hơi, bốc hơi đi. Và đúng, số lượng có nghĩa là để có một cái chai rượu 43 năm như thế này cực kỳ là quý hiếm. Đúng. Và cái tỷ lệ, cái lượng rượu bị mất đi trong thùng đó tới 2 đến 2,5% một năm. Như vậy 10 năm thì sẽ mất 25%. Thế 40 năm thì là 100%. Thật ra là không đúng. Tại vì cái 2,5% đó là tổng khối lượng của rượu còn ở trong thùng gỗ đó. Cho nên cả trăm năm sau thì ít gì kiểu gì nó vẫn sẽ còn. Dạ. Và những cái chai rượu mà chúng ta thấy là với cái số 5 mà được ghi ở trên cái vỏ chai đấy, mà càng cao thì cái giá trị của chai rượu càng lớn. Vâng. Đúng không anh? Đây, ở đây em thấy là chai này thì có cái nồng độ khá là cao. Yep. Tới 48.4%. Yep. Và cái này có một cái thông tin rất là hay là cái chai Singleton này lại được ủ ở trong thùng gỗ sồi Mỹ. Yep. Và cái thùng gỗ sồi này đã được ngâm qua với cả rượu vang trắng Muscat.
Yep. Thì muscat em nhớ không nhầm thì nó là một cái giống nho nó khá là ngọt ngào và có cái vị thanh. Yep. Vị hoa quả khá là tươi mát. Cái điểm thú vị mà gần như các loại whisky trên thế giới sẽ không giống nhau, chỉ khác nhau ở chỗ là nhà trưng cất lựa chọn cái thùng gỗ chất lượng hoặc là không chất lượng. Yeah. Thì cái loại thùng gỗ mà được ủ với vang muscat là loại rượu rất ngon rồi. Khi người ta mang ra người ta sử dụng để ủ liệu rượu này thì cái chất lượng rượu của nó sẽ trở nên rất là khác biệt với những chai rượu khác. Yeah. Singleton á, nó là được ví như bản giao hưởng giữa trời và đất. Cái nguồn nước người ta dùng để trưng cất á, người ta lấy hai nguồn, đó là nước từ trên trời, tức là nước mưa, và nước từ dưới lòng đất. Thì người ta lấy hai cái nguồn đó người ta trưng cất để làm ra rượu này. Nên kiểu gì cũng có. Nếu như văn hóa phương Đông thì người ta nghĩ đến cái chuyện âm dương hòa hợp. Nếu nói với phương Tây thì đất trời gặp nhau. Hay quá, hay quá. Dạ. Chắc là chúng ta sẽ tiếp tục đi tới một cái sản phẩm thứ ba. Cái sản phẩm này, đây là một cái chiếc bật lửa tôi nghĩ là rất là phù hợp với cái khung cảnh của ngày hôm nay. Đây, các bạn hãy nhìn cái chiếc bật lửa này. Đây là một chiếc bật lửa có một cái thiết kế thì mô tả lại như là một cái bàn roulette. Roulette, spinning roulette. Đấy, và... When you press it, it's spinning roulette. Oh, khi mà chúng ta bấm một cái nút ở đây thì cái bàn roulette này nó sẽ xoay. Và ở trong này nó sẽ có một cái viên bi. Một cái viên bi giống y như là khi mà chúng ta chơi roulette. You can see it's a complicated, they call it complication lighter because it's very complicated mechanism, same like in the watches. It means you see all those mechanisms, they make this roulette spin when you press the push it. And there is a mechanism installed 26 rubies, gemstones. 26 rubies. Rubies, including the ball inside the roulette, it stops in the number where you guess, for example. Yeah. So it's a mini casino in your pocket. Yeah. But very special. Đúng là đây là một cái cỗ máy cực kỳ đặc biệt là vì nó thiết kế cái bộ máy ở bên trong hoàn toàn là thủ công. Và mỗi khi mà chúng ta bấm thì cái cỗ máy này nó sẽ xoay và cái viên bi nó sẽ rơi trúng một cái ô bất kỳ. Cái thú vị của những người chơi sòng bài là họ cũng không biết chính xác cái kết quả nó sẽ như thế nào. Và ở đây thì cái vật liệu để làm nên cái chiếc bật lửa này là vàng nguyên khối và kết hợp với 26 viên hồng ngọc ở phía sau. Đấy. Number 18 out of 88. Wow. This is lucky number. 18. Như vậy là chỉ có 88 chiếc bật lửa giống như thế này ở trên toàn thế giới và chiếc bật lửa này được đánh số thứ tự 18. Wow. This is handmade and this is one of the odd creation by Steve Dupont. It means that's the highest value and the most sophisticated unique pieces been ever created by Dupont. Wow. And is unique in Vietnam? In Vietnam only one. Only one. Chỉ có duy nhất một chiếc ở tại Việt Nam. Yes, this is the gold gold plated 18 karat with the gemstones. So this is not about the how precious it is. It's about how much work also the craftsmanship involved inside this piece. Yeah. Because they spent over 360 hours by assembling this piece by hand. Wow. In the one of the villages in the border of France and Switzerland, where the watchmakers, they know the techniques of assembling those small items. Wow. By hand. Wow, cực kỳ tỉ mỉ và so công phu không khác gì, không khác gì giống như là những cái cỗ máy đồng hồ nổi tiếng ở trên thế giới. Đấy, và được làm bởi những nghệ nhân, người thụy sĩ. Tiếp tục sang một chai whisky thứ hai, lại tiếp tục phải nhờ anh Huy.
Chai này gọi là Johnny Walker Master Ruby Reserve 40 năm. Chai này có rất nhiều điều để nói và cần quan sát rất là kỹ. Wow. Tôi đã sang tận Scotland để chứng kiến những cái quy trình làm rượu và khám phá những cái chai rượu đặc biệt của nhà Johnny Walker. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà tôi được nhìn thấy tận mắt cái chai Johnny Walker với một cái màu đỏ ruby rất là quyến rũ như thế này. Có vẻ như đây cũng là một trong những cái phiên bản hết sức đặc biệt. Vì khi ở Scotland em cũng không hề nhìn thấy một cái chai Johnny Walker màu ruby như thế này. Và ở Việt Nam còn duy nhất chai này. Ở trong đây có cái số 40 năm là các loại rượu được phối trộn tại trong chai này là đều 40 tuổi trở lên. Đều trên 40 tuổi, đúng không? Đều trên 40 tuổi. Vậy là con số 40 này ở trong một chai blended whiskey thì nó là cái số tuổi của cái tuổi trẻ cái nhất. Tuổi trẻ nhất của loại rượu đó thì được ấn vào cái số 40. Wow. Điều đó có nghĩa rằng có những chai nó còn có những loại single malt, tức là loại whiskey đơn hơn 40 nữa. 40 không chỉ dừng lại ở tuổi mà dừng nó chốt lại cái con số của một người đàn ông tên là Jim Beveridge. Người đàn ông nhận được cái danh dự của hoàng gia ban tặng mà đến nay hôm nay chỉ có hai người thôi. Ông ấy là một trong hai người đó. Đây là 40 năm cái người đàn ông Jim Beveridge đó phục vụ cho Johnny Walker. Wow. Nó đánh dấu một cái quá trình như vậy. Các bạn hãy hình dung là một người mà dành tới 40 năm để chỉ làm việc cống hiến cho một cái thương hiệu, một cái nhà làm rượu thì dạ. Nó là một cái thực sự là đáng là trân trọng, dạ. Phải tôn trọng. Và ngoài ra thì em còn thấy là cái chai này nó còn đặc biệt bởi cái thiết kế và cái vật liệu được, dạ, sử dụng ở vỏ chai. Dạ. Cái nắp chai là nó mạ vàng. Bản thân chai là được làm từ hãng pha lê nổi tiếng nhất thế giới tên là Baccarat. Baccarat. À, dạ. Nghĩa là riêng cái vỏ chai của chai này. Riêng cái vỏ chai. Nhưng cái thú vị hơn nữa đó là chai này được chế tác bởi 35 thợ thủ công lành nghề nhất của hãng Baccarat. 35 thợ 35 mới có thợ. Thể chế tác ra một mỗi cái người vỏ một chai. Cái công đoạn. Và để tạo ra được cái mỗi chai độc bản như thế này, sản xuất pha lê hoàn toàn thủ công. Chính không xác. Chai nào giống chai nào hết. Chính xác. Dạ. Rồi. Trong để có được cái màu đỏ này thì người, trong cái quá trình nung người ta bỏ cả vàng vào trong đó để từ cái thông thường mình sẽ thấy mặt pha lê màu trắng. Vâng, trong suốt. Để tạo ra một cái màu đỏ giống mình hay gọi là màu đỏ bọc đôi như thế này. Wow. Thực sự là rất là tỉ mỉ, công phu. Và nãy giờ tôi quên một cái chi tiết nữa. Đấy là cái mức giá, cái khoảng giá của những cái sản phẩm này. Là vì tôi nghĩ là cũng sẽ nhiều quý vị khán giả sẽ tò mò. Derek, can you share me about the price of this? Is last bottle left also in Vietnam. So today luckily we got only unique pieces in that night. So we got only few bottles in Vietnam and this is the last one which is now 621 million. Wow, hơn 620 triệu đồng cho chai này. Nhưng mà chưa chắc chúng ta đã có thể sở hữu được chai này ngay. 398 chai Ruby trên toàn thế giới. Tuy nhiên thì bây giờ số lượng chính xác còn lại thì chắc hẳn là cũng không ai có thể nắm rõ được. Đấy. Em nghĩ là những cái chai rượu như thế này, như hai chai này, được, thì cái giá trị của nó tăng dần theo thời gian. Đúng. Ai có thể lưu trữ và sở hữu nó, được, thì nó giống như là một cái tài sản mà nó sẽ tăng dần, có giá trị gia tăng dần. Và tất cả những sản phẩm mà mình vừa mới giới thiệu xong, nó không còn gọi là sản phẩm nữa, mà nó gọi là tác phẩm. Tác phẩm. Wow, từ rất là hay. Thế còn với chiếc bật lửa Estée Dupont này. Yes. How much? This one is 1 billion
80 billion. 1 billion. Tôi chỉ nghe đến cái số đầu thôi là tôi quên mất cái số sau rồi. Nghĩa là hơn 1 tỷ cho cái này. Hơn 1 tỷ cho chiếc bật lửa này. Wow. And actually we got information from STG Bond a few months ago. They already changed the price and they got increase on that odd creation. Wow. So if ever we receive something like that, it will never be in that price anymore. It will be even higher. Càng ngày càng tăng dần, càng ngày càng tăng dần. Đúng rồi, những cái thú chơi sưu tầm thực sự là đặc biệt. Thế còn how about that one? This one is 192.7 million. Có vẻ là dễ tiếp cận hơn một chút rồi đấy. Nó chỉ có 192 triệu hơn một chút thôi. This is one bottle out of 600 worldwide. 600 worldwide. Wow. Worldwide. Chỉ có 600 chai toàn thế giới. So from lighters, whiskey, going to cigars. Yeah. All the best things. Đây là một cái hộp, một cái tủ humidor xì gà cực kỳ là đặc biệt. Tới từ cái thương hiệu Elie Bleu, made in Paris. Yeah, Elie Bleu. Đây là một cái thương hiệu khá là lâu đời tại Pháp. Và trong cái chiếc tủ humidor xì gà này thì có cái gì? Đây, chắc là sẽ phải nhờ Daria, can you share more information? Yes, you would like to see it from outside. It's a very special food. The specialty of the Elie Bleu, they are masters in the lacquer cabins, wooden cabins, and the precious types of wood for the expensive yachts, gambling sets, watch keepers, and cigar humidors. Wow! Các bạn hãy nhìn cái nước người ta sơn và đánh bóng ở phía ngoài của bề mặt của chiếc tủ hủ xì gà này. Thực sự là không khác gì như là ở những cái chiếc du thuyền cao cấp như là ở Riva hay những cái chiếc du thuyền cao cấp mà họ Đức đã từng giới thiệu tới quý vị, đúng không ạ? This design, they used the world map to celebrate recognition of Elie Bleu 45 years anniversary around the world. So it's the different capitals around the world. Wow. Sydney, Paris, Shanghai, the Peru, Latin America, yeah. So Taj Mahal, India, Australia. So I didn't around. See Hanoi here. Not yet. Maybe next one coming. And all these details is the maternity. All of it by hand, like mosaic by hand, and takes a lot of months to complete each piece of Elie Bleu. Wow. Show me inside. Yeah, I want to see inside. Wow. You see the wood is really amazing. Đây, các bạn hãy nhìn phía bên trong. Ở đây sẽ được chia thành 5 cái hàng khác nhau. Và ở bên trong cái chiếc hộp này thì đã được chứa rất nhiều những cái điếu xì gà limited khác nhau. How many cigar stick inside today? Today we present humidor with 48 limited edition Cohiba cigars. Oh, 48 điếu. The capacity of the humidor as the humidor cabin, it's up to 250 sticks you can store in it. This is number 19 out of 45 pieces produced. Oh. And let's start with the drawer with accessories. Wow. This is special cigar accessories by Elie Bleu. They have also the table lighter. Very heavy. Này, nhìn very xem. Heavy. Đây là một chiếc bật lửa để bàn. Cực kỳ nặng nhá. Can you guess how many weight of this lighter? I think around 1 kilo. 1 kilo? Because it's made of solid wood. Yeah. It's made of solid wood. I think it's heavier. No, this one much heavier because this one is made of obsidian volcanic kind of stone? Semi-precious stone. Oh, okay. It's a solid piece of obsidian stone. Few million
few million years old, this stone. It's created by volcanic activities. Usually wow. comes from the Ararat mountain. Hàng triệu năm mới có một cái khối đá như thế này. Vâng. And this is the Elibliosigar case, yeah. also from the highest quality genuine leather. With the serial number. So this number is 45th anniversary. Yeah, the number of anniversary. Right, number 19 out of 45. So that's for the owner of the humidor to carry. So next drawer. Wow, wow. Cái điếu Maduro 5. Maduro 5. Của Cohiba ở Philippines. Not just the regular Maduro 5. This is the limited edition of 2018. Wow. Can I take one? Yes, please. Yeah. From the band. Yeah. Đây các bạn hãy nhìn xem, đây là một cái điếu Maduro 5, Maduro 5 và là có một cái tem rất là đặc biệt là đây là cái điếu sản xuất cho năm con chó. Đấy, từ 2018 và đến bây giờ thì cũng sẽ không còn nhiều ở trên thế giới nữa rồi. Wow. So, the next drawer we have Cohiba Siglo 4. Oh, for a pig year. Yeah, year of the pig. This is the year of the pig, Siglo 4, 8 plus 8. So, it comes in a box of 16 cigars. That's why they call it 8 plus 8. Due to the Lunar New Year culture of lucky 8, so they created 8 plus 8. Yeah. Layer of the 8 and another layer of the 8. Yeah. Thôi các bạn ơi, chương trình bây giờ đã chính thức bắt đầu. Đây là chương trình đã chính thức bắt đầu rồi. Và tôi nghĩ rằng là những cái thông tin mà chúng tôi vừa cung cấp tới cho quý vị và khán giả đã là những cái hết sức là đặc biệt. Và hy vọng rằng là những cái thông tin mà Hoàng Đức và Daria cũng như là anh Huy đã cung cấp cho quý vị và các bạn đã phần nào mang lại những cái thông tin thú vị bổ ích cho quý vị khán giả. Và chúng ta sẽ cùng tham gia chương trình ngày hôm nay thôi nào. Xin cảm ơn Daria. Thank you Daria. Enjoy the night. Yeah. Thank you so for joining. Bye bye.